Thông tin chính thức từ Đài Truyền hình Việt Nam, sau thời gian đàm phán thì vào lúc 18 giờ 30 phút chiều tối ngày 8 tháng 6, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA đã được thỏa thuận về việc Đài Truyền hình Việt Nam nắm giữ bản quyền truyền thông giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 tại Việt Nam. Hai bên đã đạt được thỏa thuận bao gồm mọi quyền truyền thông về World Cup 2018 trong lãnh thổ Việt Nam cũng như là việc chia sẻ bản quyền cho bên thứ ba. Theo đó, VTV và đối tác đều từ chối tiết lộ về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin cho biết VTV đã phải trả cao hơn con số 7 triệu đô la Mỹ. Cũng theo những thông tin này, một doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã tài trợ cho VTV 5 triệu đô la Mỹ và đó là bước ngoặt để đài truyền hình Việt Nam quyết định mua bản quyền truyền hình World Cup 2018. Như vậy, sau khi VTV chính thức xác nhận Việt Nam trở thành quốc gia cuối cùng có bản quyền truyền hình World Cup 2018, toàn bộ 64 trận đấu được VTV trực tiếp dự kiến là trên kênh VTV6. Ngoài việc phát trên kênh VTV6, toàn bộ 64 trận đấu World Cup 2018 và các chương trình bình luận đồng hành bên lề cũng được thực hiện trên hệ thống VTV Cup. Được biết, để mang đến bức tranh toàn cảnh về World Cup 2018, VTV Cup đã đầu tư khủng để sản xuất loạt chương trình đồng hành với điểm nhấn là hai chương trình Nhật ký Cúc bóng đá thế giới 21 giờ hàng ngày và Bình luận Cúc bóng đá thế giới 21 giờ 15 phút hàng ngày trên các kênh thể thao của VTV Cup từ ngày 14 tháng 6 năm 2018.